Sau kỳ nghỉ lễ dài, người dân miền Tây bắt đầu trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, lưu lượng phương tiện giao thông, nhất là xe gắn máy ở các tỉnh miền Tây như Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre qua cầu Rạch Miễu đã bắt đầu tăng ngành chức năng lưu ý người tham gia giao thông khi di chuyển qua cầu rạch miễu cần tránh những khung giờ cao điểm có thể cân nhắc lựa chọn qua sông bằng phà tạm rạch miễu đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông phải đi đúng làn đường giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện tập trung chú ý quan sát người tham gia giao thông có thể cập nhật tình hình giao thông khu vực cầu Rạch Miễu qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc kênh fanpage cảnh sát giao thông Bến Tre hoặc cập nhật trực tiếp qua tính năng camera giám sát trên ứng dụng IOC tỉnh Bến Tre để có thể chủ động phòng tránh bị kẹt xe. Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thường xuyên túc trực hai bên cầu Rạch Miễu, phối hợp điều tiết lưu thông trên cầu để giải phóng lượng xe, tránh gây ùn tắc kéo dài. Quốc lộ 60 là tuyến giao thông huyết mạch đặc biệt quan trọng của tỉnh Bến Tre và khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ khi công trình cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên đưa vào sử dụng, kết nối giao thông ba tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, lưu lượng xe qua tuyến quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu ngày càng đông. Tình trạng kẹt xe cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra vào những ngày cuối tuần và dịp lễ Tết.